không biết bị nó là bị gì luôn. Này là bị lạc này nè, một cái màu vàng này là nó bị lạc, bị đậu phộng, cái màu xanh không? Nó có bị hành nữa nè, này bị hành á, hành lá của mình nha. Nói chung là nó tới 10 vị rồi, nên là anh em có thể mình thay đổi cái khẩu vị mình ăn nó đỡ ngán hơn. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Rất vui được gặp lại anh em trong cái video tiếp theo bên mình nha. Anh em ơi, hiện tại bây giờ mình mới đi làm về anh em. Thì hôm nay mình có nhận được một cái món ăn, một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt luôn. Thì hôm nay mình muốn làm video này để mình muốn khoe với anh em là cái món ăn của mình là cái món như thế nào ha. Cái món này trong cái lúc này rất là tuyệt vời luôn. Tại hiện tại bây giờ mình mới làm về nó cũng hơi đói nè, mình cũng chưa có ăn gì hết. Thì ăn cái món này rất tuyệt vời luôn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình khui thử bên trong cái này là cái gì nha anh em. Ok anh em nha, thì cái gói hàng của mình tổng chi phí là 82.000 anh em. Thì hàng của mình gửi từ Hà Nội gửi vào nha. Trong vòng 3 ngày thì mình mới nhận được. Bây giờ mình sẽ khui ra ha, để anh em biết bên trong nó là cái gì. Đây anh em ơi, cái này là một món, một đồ ăn của Trung Quốc nha anh em. Này bên trên ghi toàn là tiếng Trung này, có một dòng tiếng Anh nữa này. Thì cái này chính là lương khô ca giòn nha anh em. À, một hộp nó như thế này nè, một hộp như thế này là 900g. Thì bây giờ mình sẽ khui bên trong cho anh em coi luôn ha. Này là lương khô đó anh em. Đây mình khui vào bên trong nè. Mình đếm thử một hộp 900g thì nó có được bao nhiêu hộp, bao nhiêu bịch ha. 1, 2, 3, 9, 10. Thì một hộp như thế này là 20 gói nha anh em. 20 gói, một hộp 900g, 20 gói nằm bên trong đó. Đóng rất là bảo đảm luôn. Cái này là người ta đã hút chân không rồi đó, hút chân không nên là nó cái bao bì của mình nó sẽ bám sát vào bên trong cái lương khô mình này. Thì mình sẽ sử dụng được lâu hơn, mình để được lâu hơn ha. Những cái sản phẩm này thì không có cần những cái gói hút ẩm bên trong đâu. Đó, 10 gói đó nè. Đây anh em, thì bên trên cái bao bì thì nó có ghi cái thương hiệu đó nè. Cái này là lương khô Kajon nha anh em, của Trung Quốc nha. Thì cái lương khô này á, theo mình đọc ở trên cái thành phần của nó thì một hộp như thế này 900g thì nó có 10 vị nha. 10 vị cho chúng ta có thể thay đổi. Thì nó có vị như là vị táo nè, vị lựu nè, vị sô-cô-la nè. Nói chung là tầm khoảng 10 vị đó anh em. Thì mình sẽ ghi những cái vị đó ở dưới phần mô tả. Thì anh em muốn biết thêm những cái vị như thế nào thì anh em có thể xem ở dưới phần mô tả ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình ăn thử bên trong nó là như thế nào. Nó có khác so với cái lương khô bay của Việt Nam mình không? Thì nếu anh em xem video của mình á, theo dõi trên kênh của mình thì cũng biết là lần trước thì mình cũng có review về một cái lương khô của Việt Nam mình, đó chính là lương khô bay, lương khô của quân đội đó anh em. Thì lương khô bay của mình thì nó nói chung là ăn cũng ok lắm anh em. Thì cái này là lương khô của Trung Quốc, mình có thử mình mua về mình dùng như thế nào, sẵn tiện mình review cho anh em xem kết quả như thế nào luôn ha. Đây anh em ơi, này là 20 gói lương khô mình đã cho ra ngoài rồi nè. 20 gói nhưng mà nó chỉ có 10 hương vị chính thôi. Thì mình nhìn nó toàn là cái tiếng Trung á nên mình không có biết chữ, nhưng mình có thể nhìn cái hình mình có thể đoán được. Như cái này nè, cái này nó có cái hình nè, cái này là hương vị sô cô la đó nè. Sô cô la, wow, hình như nó có vị trứng muối nữa nè anh em. Cái này là trứng muối. À, cái này là vị lạc nè anh em, một cái màu vàng này là đó vị lạc, vị đậu phộng. Một cái màu xanh, wow, nó có vị hành nữa nè anh em, vị hành đó, hành lá của mình nha. Nói chung là nó tới 10 vị lắm, nên là anh em có thể mình
thay đổi cái khẩu vị mình ăn đó, nó đỡ ngán hơn. Đấy. Đây anh em, thì lương khô của nó thì như thế này anh em, nó cũng giống như lương khô của Việt Nam mình thôi, nó cũng giống như lương khô bay của Việt Nam mình thôi. Nó người ta sẽ ép thành mí như thế này nè, mình sẽ dùng thử nha. Đây là vị sô cô la nha anh em. Cái bột này, cái bột của cái lương khô này mình ăn nó rất là dễ ăn luôn. Khi mà mình ăn vào thì khi mình cắn xong mình ngậm trong miệng thì nó sẽ tự nó tan ra này, nó rất là nhanh hấp thu luôn. Nên là khi mà mình đói mình ăn cái này chống đói rất là tuyệt vời luôn. Thật sự rất là ngon đó nè. Ngon, rất là thơm luôn. Nói chung là cái món này anh em, người lớn hay là trẻ em có thể dùng được, tại vì nó có cái vị ngọt. Thì cái vị ngọt thì chắc chắn là ai cũng sẽ thích rồi. Nó ngọt, không phải là nó ngọt gắt, mà nó ngọt vừa thôi. Mình ăn như thế này nè, có thể mình uống thêm một ly sữa, hoặc là một ly nước, hoặc là mình có thể mình uống một tách trà cũng rất là tuyệt vời. Ví dụ như ngồi đàm đạo uống trà mà ăn bánh lương khô như thế này, thật là tuyệt vời, không còn gì bằng cả. Hay là trong những cái chuyến mình đi du lịch, hay là đi xa, mình đi ví dụ như mình đi những đường dài mà ví dụ như mình đi xe mình không muốn mà dừng lại đó, thì mình có thể mình ăn, mình cầm hơi cũng được. Ok đó, mình thấy cũng hợp lý đó. Thì những cái món này mai mốt mình đi xe thì mình sẽ bỏ dưới xe mình ăn luôn, rất là tiện. Này, đây là trứng muối nha, này, lương khô trứng muối nè. Thì mình sẽ ăn cái bịch này đi, thử cái hương vị như thế nào. Nó bảy cái mùi trứng muối rồi, mình có thể cảm nhận được. Nói chung thì cái bánh này trên bao bì á, thì mình có thấy là làm từ lúa mạch. Chắc là lúa mạch sẽ là những nguyên liệu chính để làm cái món này. Còn những cái thành phần ví dụ như là trứng muối hay là sô-cô-la đó thì chắc là những cái chất phụ gia thôi. Hai màu nó khác nhau hoàn toàn. Cái này là sô-cô-la nó có màu đen và cái trứng muối thì nó có cái màu vàng nha. Khi mà mình cầm lên mình có thể ngửi được cái mùi trứng muối nó ở trong cái này anh. Trứng muối thì nó có cái vị nhạt, nó không có ngọt, nó vừa ngọt ngọt một tí mà nó có cái vị mặn mặn của trứng muối này. Nói chung là theo mình thấy là cái lương khô của Trung Quốc này ăn là mình cảm thấy như là nó ngon hơn là của cái lương khô bay của Việt Nam mình. Chắc chắn là một điều như vậy, tại vì lương khô Việt Nam mình nó chỉ có một vị thôi, còn lương khô của Trung Quốc nó có tới 10 vị, nó có 10 sự lựa chọn khác nhau. Mình ăn mình không có thấy ngán, mình có thể đổi khẩu vị liên tục thì không có thấy ngán. Nhưng mà mình ăn mình cảm nhận thì mình thấy cái lương khô Trung Quốc nó ngon hơn. Nhưng mà cái giá thành thì của cái lương khô Kayon này, này là tên Kayon anh em, cái lương khô Kayon Trung Quốc này thì nó rẻ hơn cái lương khô bay của Việt Nam mình ha, rẻ hơn nhưng mà mình cảm thấy ăn ngon hơn đó. Nào biết đồ ăn đồ Trung Quốc nhiều không biết có bị sao không nữa. Mình sẽ là thí nghiệm cho anh em xem ha. Ổn nè, một hộp 900g, 10 vị, 10 sự lựa chọn cho anh em chọn, 20 gói 900g. Thì trong cái video này chắc có lẽ mình ăn thử một hai món thôi, chứ mình không có ăn hết được 10 vị đâu. Tại mình ăn nhiều nó cũng hơi ngán cái này. Tại mình ăn cái này mình kèm phải uống một ly nước, một ly sữa, nó đỡ ngán hơn.
Thì ok anh em nha, mình xin kết thúc video tại đây nha. Nếu anh em thấy hay á, hãy để lại cho mình một like, một share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình thật là nhiều nha. Thì trong cái video tiếp theo á, thì mình sẽ làm một cái video so sánh giữa cái lương khô của Trung Quốc này, lương khô Kaizen này với lương khô bay của Việt Nam mình. Anh em nhớ đón xem video đó nha. Chào tạm biệt mọi người, bye bye.